Đúng như những gì nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, ASEAN là đấu trường khác biệt hoàn toàn so với SEA Games. Ở đó không có chỗ, hoặc rất ít, cho yếu tố may rủi, mà phải khẳng định được khả năng, trình độ. Phải giỏi thật sự thì mới có thể tranh chấp thành tích cao. Và vì thế thể thao Việt Nam cần có sự đầu tư trọng điểm, dài hạn. Phải xác định được trọng tâm trong chiến lược đầu tư chính là ASEAN, Olympic. Nguyễn Văn Đương, một điểm sáng của thể thao Việt Nam tại ASEAN 19, khởi đầu xuân sẻ ở môn quyền Anh Nam Trung. Ở ngày tranh tài hôm qua và cả hai ngày trước đó, người hâm mộ chứng kiến những thất bại liên tiếp của đoàn thể thao Việt Nam. Xạ thủ Ngô Hữu Vương mới thăng hoa với tấm huy chương bạc ở ngày hôm trước đã trùng xuống ngay ngày hôm sau và cùng các đồng đội bỏ lỡ cơ hội đoạt huy chương. Đáng tiếc hơn khi tấm HCV rơi vào tay đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là Indonesia. Vẫn còn cơ hội ở các ngày thi đấu tiếp theo nhưng việc đầu tư chưa đúng mức cho bắn súng như thiếu đạn. Ít cơ hội tập huấn quốc tế thì khó đòi hỏi cao hơn về mặt thành tích. Việc có được tấm HCV ở đấu trường Olympic như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh làm được năm 2016 tại Brazil khó như hái sao trên trời. Huy Hoàng chỉ về đích thứ tư. Bắn súng gặp khó ở môn Wushu. Đội tuyển Việt Nam tung hoành ở SEA Games 32 với 6 HCV nhưng Nông Văn Hiếu cùng các đồng đội cũng lần lượt dừng bước ở Hàng Châu và mọi hy vọng chỉ còn dồn vào cựu vô địch Dương Thúy Vi. Tuy nhiên cô cũng đã qua thời đỉnh cao phong độ, do đó việc cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt với chủ nhà Trung Quốc là cực kỳ khó khăn. Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam dừng bước ở vòng 3 nội dung đơn nam trước tay vợt Hàn Quốc Hong Seom Chang. Đội tuyển quần vợt Việt Nam khép lại ASEAN 19 với thất bại chóng vánh ngay trận đầu các nội dung đôi nam.